À, cực kỳ ngọt mọi người nhé. Ngọt, nước ngon lắm quý vị, nước cực kỳ ngọt nhé, nước của cây chuối rừng này cực kỳ ngon nhé. Nghe nói là nó còn có tác dụng chữa bệnh nữa, nhưng mà mình không biết, mình chỉ đọc qua một bài báo nào đó. Nhưng mà uống nước để tồn tại trong rừng thì mình đã thực hiện cách này rất chi là nhiều. Rồi, chúc anh chị em xem kênh vui vẻ. Mình sẽ chia sẻ cho quý vị khi mình lọt trong rừng, mình đang cực kỳ khát nước. Ok, mình sẽ chia sẻ cho quý vị một cách là chúng ta đi nhìn theo một cái khe nào đó, xem có cây chuối rừng này không. Cây chuối rừng như thế này này. Đây là cây chuối rừng này. Đây, đây là cây chuối rừng. Nếu mà nhìn thấy cái cây này á, ok, cứu tinh của chúng ta rồi đó. Sau khi mình gặp cái cây này thì mình xuống, mình tước hết những cái lớp già này như thế này đây, còn lại cái lớp phía tam này, còn lại phía tam này, cái lõm này, cái ngoài này mình vẫn sử dụng được, nhưng mà nó hơi bị chót một tí mọi người nhé. Rồi ok, mình lấy cái như thế này, cái lõm giữa, cái lõm giữa thế này đây. Đây, cái lõm này bên này cho mọi người xem kỹ nha. Đây, cái lõm này anh chị em có thể giải khát và no được nhé, mình có thể ăn để trừ bữa được nhé. Cứu sống của chúng ta khi không có lương thực mà chúng ta lọt trong rừng ăn cái này, ok, rất chi là ngọt. Ngọt loại này thì ở quê mình nấu canh với ốc với là cua đó cực kỳ ngon nhé. Nước rất nhiều, rất là ngọt. Thiên nhiên ban tặng cho chúng ta những loại cây như thế này để lúc mà nguy cấp nhất chúng ta có thể sử dụng được. Nhưng chúng ta phải biết nhận diện những loại cây nào ăn được và những loại nào ăn không được. Đây là cây chuối rừng mọi người nhé. Có chữ chuối rất là nhiều. Mình tước cái này đi, mình tước đây nó sẽ bớt cái chữ đó. Mình dùng cái răng tước cái này đi. Rồi ok, cái này ăn để trừ bữa được nha, mình có thể tồn tại một tháng ăn rau rừng và uống cái này, không cần uống nước mọi người nha, không cần uống nước vẫn được. Loại này có thể bác lấy nước và uống cái nước này, ok hơn mình uống nước khe, nước suối, nước mình không biết nó như thế nào trong đó, vì trong rừng có nhiều loại cây độc này, ví dụ như hoa lá ngón, cây lá ngón nó mọc ở bờ suối nó rớt xuống chẳng hạn, nó sẽ gây ngộ độc. Và một số loại nấm này, ký sinh, rồi những loại cây cực kỳ độc. Đây, đây là cách tốt nhất để mình tồn tại khi mình bị lọt trong rừng này. Mình bị, ví dụ mình đi chơi ở khu du lịch sinh thái mà nó bị nước lớn, mình đi qua suối không được, mình có thể ở lại luôn trong rừng này. Thì mình có thể tồn tại bằng cách này nhé. Rồi, chúc anh chị em
xem kênh vui vẻ, thấy kênh hay thì nhớ subscribe, đăng ký kênh cho mình với nhé. Cảm ơn quý anh chị em rất nhiều. Chào tạm biệt. Ok, sau khi mình chặt cây chuối rừng này xuống sao thì mình lọt sạch đi nhá. Lọt sạch đi. Thì mình tạo một cái lỗ phía trong này. Mình lấy nước. Mình đo một cái lỗ phía trong cái thân cây này nè mọi người. Để mình đọt cái này cho nó sạch bớt đi cho nó nhìn nó thấm mấy tí. Rồi. Nước này cực kỳ sạch. Các hệ thống lọc nước của con người hiện nay là chưa cua. Hệ thống lọc nước của thế cây chuối rừng này này. Của cây chuối nói chung nha. Nên nước này cực kỳ sạch. Đây, mình sẽ cho mọi người cùng xem nha. Đây, cái chuối rừng như thế này, mình khoét vô cái lỗ này. Đây, khoét cái lỗ dưới này. Mình chờ nửa tiếng là nó sẽ có nước, 10-15 phút nước nó sẽ ra nha. Tiếp tục khoét cho sâu xuống nhé. Rồi, sau một tiếng đồng hồ nghỉ ngơi chờ đợi và bây giờ mình sẽ xem cái cốc nước của mình như thế nào. Mình gọi đây là cái cốc nước ok, quá là hiệu quả. Đây mọi người, đây sau một tiếng đồng hồ thì nước nó sẽ ra được như thế này đây. Tương đối nhiều. Nước nó không được trong lắm mọi người nha. Vì mình mới khoét ra nên còn cái mũ này, nhưng mà uống vẫn ok, ngọt lắm quý vị. Không sao đâu. Ban đầu nó hơi chót chót nhưng mà cua đêm nó cực kỳ trong nha. Mình sử dụng cái nguồn nước này rất tốt khi mình bị lọt trong rừng. Chúc anh chị em xem kênh vui vẻ. Nếu thấy kênh hay thì subscribe kênh giùm mình nha. Bấm đăng ký kênh ở nút phía dưới cho kênh của mình mỗi ngày một phát triển. Cảm ơn anh chị em rất chi là nhiều.